Để giờ học đạt hiệu quả, cô lưu ý với các con một số điều sau. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tập trung lắng nghe, chủ động ghi chép, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Mở đầu tiết học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng đến với một bài hát nhé. Qua bài hát vừa rồi, các con thấy cây cối luôn ở xung quanh chúng ta, đem lại cho chúng ta bầu không khí trong lành, làm cho thiên nhiên tươi đẹp hơn. Và ở bất kỳ nơi đâu, chúng mình cũng đều quan sát được cây cối. Trong tiết học trước, các con đã được luyện tập quan sát cây cối, và cô đã rất ấn tượng với bài của bạn Kim Loan. Bạn đã quan sát và ghi chép về cây hương thảo. Đây chính là hình ảnh của cây hương thảo đấy, các con ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với bài của bạn Kim Loan nhé. Cây hương thảo ở trong phòng khách nhà em. Hình dáng cao khoảng 40 cm, mọc thành bụi. Thân cây nhỏ, tròn tròn, vươn thẳng lên trời cao. Lá nhiều, hình dài, có mép gập xuống. Màu xanh sẫm, mùi thơm rất dễ chịu. Hoa màu lam nhạt với những chấm tím ở phía trong. Em cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh cây. Em rất thích cây hương thảo vì cây có nhiều tác dụng tốt. Các con thấy đấy, bạn Kim Loan đã biết quan sát tất cả các bộ phận của cây theo một trình tự hợp lý, lần lượt từ dưới lên trên. Bạn cũng đã biết sử dụng nhiều giác quan khi quan sát, như thị giác để biết được hình dáng của cây, xúc giác để biết lá cây có mép gập xuống, hay khứu giác để biết được mùi thơm của cây. Với việc lựa chọn các từ ngữ để quan sát, bạn đã nêu bật đặc điểm riêng của cây hương thảo, phân biệt được với các loài cây khác. Bài của bạn rất đáng khen, đúng không nào? Và cô tin rằng tất cả các con cũng đều đã biết quan sát cây cối. Các con ạ, cây cối xung quanh chúng ta, mỗi cây đều có một vẻ đẹp riêng. Để miêu tả được vẻ đẹp đó, ngoài việc quan sát tỉ mỉ, chúng mình còn cần phát hiện ra những nét riêng biệt trong từng bộ phận của cây. Muốn thể hiện được những nét riêng biệt đó, chúng mình cần phải làm gì? Cô trò mình sẽ cùng đến với tiết học ngày hôm nay. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Qua tiết học này, cô mong muốn các con thấy được những điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối, lá, thân, gốc cây ở một số đoạn văn mẫu. Thực hành viết đoạn văn miêu tả lá hoặc thân, gốc của cây. Các con hãy mở sách giáo khoa Tiếng Việt tập 2, trang 41. Dưới đây là một số đoạn văn tả lá, thân và gốc của một số loài cây. Theo em, cách tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì đáng chú ý? Để trả lời được câu hỏi, cách tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì đáng chú ý? Cô gợi ý với các con. Các con hãy xem, tác giả đã tả bộ phận nào của cây? Tác giả đã tả theo trình tự nào? Tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật nào? Chúng mình hãy cùng đọc thầm hai đoạn văn với cô nhé. Lá bàng. Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàng. Mùa xuân, lá bàng mới này trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày. Ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu lục, ấy là mùa thu. Sang đến những ngày cuối đông,
Mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Những lá bàng mùa đông đỏ như đồng ấy, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào, tôi cũng chọn lấy mấy lá thật đẹp, về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết. Bạn có biết nó gợi lên chất liệu gì không? Chất sơn mài. Ở đoạn văn này, cô lưu ý với các con nghĩa của từ màu lục, màu xanh pha sẫm vàng. Đây là hình ảnh cây sồi của nước Nga đấy các con ạ. Các con hãy cùng đọc thầm với cô đoạn văn B nhé. Cây sồi già. Bên vệ đường sừng sững một cây sồi. Đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể. Có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to xù xì, không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua, cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười. Bấy giờ đã là đầu tháng 6, mới sau có một tháng, cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá sum xuê, xanh tốt thẫm màu, đang say sưa, ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng thế kỷ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mờn ấy. Chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu đoạn văn A nhé. Theo con, tác giả đã miêu tả bộ phận nào của cây bàng? À, đó chính là lá bàng đấy. Các con hãy nhớ lại kiến thức đã học. Hãy cho cô biết tác giả đã miêu tả theo trình tự nào? Cô tin rằng câu hỏi này tất cả các con đều có đáp án ngay, đúng không nào? Tác giả đã miêu tả theo trình tự thời gian. Vì sao chúng mình biết điều đó? Các con ạ, nhà văn Đoàn Giỏi đã miêu tả sự thay đổi màu sắc của lá bàng qua 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân, lá bàng như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá có màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu lục, đó là mùa thu. Còn vào những ngày cuối đông, lá bàng đỏ như đồng. Nhờ miêu tả theo trình tự thời gian, chúng ta đã cảm nhận rõ sự thay đổi màu sắc của lá bàng qua 4 mùa. Ngoài ra, để đoạn văn sinh động hơn, nhà văn Đoàn Giỏi đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật. Các con có biết đó là biện pháp nghệ thuật nào không? À, đó chính là biện pháp nghệ thuật so sánh đấy. Các con hãy gạch bút chì những hình ảnh có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh nào. Cùng so sánh đáp án với cô nhé. Nhà văn Đoàn Giỏi đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh trong những hình ảnh sau. Lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Những lá bàng mùa đông đỏ như đồng. Sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh kết hợp với những tính từ chỉ màu sắc, gợi tả, gợi cảm đã khiến cho người đọc cảm nhận rõ sự thay đổi màu sắc sinh động của lá bàng qua 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Những màu sắc đó, nếu chỉ phủ một lớp dầu thật mỏng, sẽ khiến người ta liên tưởng đến chất sơn mài. Đây là một chất liệu đẹp, thường được sử dụng trong hội họa đấy, các con ạ. Nhà văn Lev Tolstoy đã miêu tả cây sồi già như thế nào? Cô trò mình cùng tìm hiểu đoạn văn B nhé. Theo con, nhà văn đã miêu tả những bộ phận nào của cây sồi? Nhà văn đã miêu tả cành, vỏ của cây sồi. Ngoài ra, hình ảnh đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể, chính là miêu tả thân của cây sồi đấy.
Nhà văn đã miêu tả theo trình tự nào? Nhà văn đã miêu tả theo trình tự thời gian. Vì sao các con biết điều đó? Chúng mình cùng quan sát nhé. Vỏ cây nứt nẻ, đầy vết sẹo. Những ngón tay quều quào chính là hình ảnh của cây sồi vào mùa đông. Thế mà chỉ sau có một tháng, cây sồi đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá sum suê. Các con thấy đấy, chúng mình cảm nhận rõ sự thay đổi của cây sồi theo thời gian, đúng không nào? Nhà văn đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nhà văn đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa. Tương tự như đoạn văn A, các con hãy gạch bút chì những hình ảnh có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa nào. Các con hãy cùng so sánh đáp án với cô nhé. Nhà văn đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh ví cây sồi. Nó như một con quái vật già nua, cau có và khinh khỉnh, đứng giữa đám bạch dương tươi cười. Ngoài ra, nhà văn còn sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa, sử dụng những từ ngữ vốn chỉ dùng cho con người như cau có, khinh khỉnh, vẻ ngờ vực, buồn rầu, hay say sưa, ngây ngất để miêu tả cây sồi. Với những từ ngữ gợi tả, gợi cảm đó đã khiến cho cây sồi già có hình dáng, tâm hồn của một con người, làm cho cây sồi có vẻ riêng biệt, khác hẳn với những cây sồi khác. Qua hai đoạn văn mẫu, các con đã thấy cả hai tác giả đã miêu tả một số bộ phận của cây. Ở đoạn văn A, đó là lá bàng. Ở đoạn văn B, đó là thân, vỏ, cành của cây sồi già. Cả hai tác giả đều đã miêu tả theo trình tự thời gian, kết hợp với những tính từ chỉ màu sắc, gợi tả, gợi cảm. Ở đoạn văn A là sự thay đổi của lá bàng qua bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Kết hợp với những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Ở đoạn văn B là sự thay đổi của cây sồi sau một tháng. Cả hai nhà văn đều đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa. Vì thế đã nêu bật được vẻ đẹp riêng của cây, khiến cho cây luôn gần gũi, thân thuộc với con người, làm cho cả hai đoạn văn trở nên sinh động, hấp dẫn người đọc hơn. Vậy khi miêu tả các bộ phận của cây cối, chúng mình cần chú ý điều gì? Các con cần chú ý những điều sau. Nêu được những đặc điểm nổi bật của gốc, thân hay lá cây bằng cách sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Tả theo trình tự hợp lý. Các con có thể lựa chọn tả theo trình tự thời gian, trình tự không gian, hay kết hợp khéo léo cả hai trình tự trên. Sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa để bài văn của chúng mình sinh động và hấp dẫn hơn nhé. Trước khi sang phần thực hành, cô trò mình sẽ cùng đến với trò chơi đố vui. Chúng mình cùng đến với câu đố thứ nhất. Cây gì áo kép, áo đơn? Lá như những cánh buồm con xanh dờn, hoa thì chon chót màu son, trái thì trăm ngón tay con xếp hàng. Các con có biết đó là cây gì không? Cô xin chúc mừng những bạn đã tìm ra được đáp án. Đó chính là cây chuối. Cô tin rằng các con đã tìm được đáp án nhanh như vậy. Đó là vì các con đã thấy trong câu đố này có hình ảnh lá như những cánh buồm. Chúng mình cùng đến với câu đố thứ hai nhé. Hoa vàng, lá biếc, trái hồng, thân mềm quen sống giữa vùng cát khô. Cây gì tên đẹp như thơ,
gọi danh linh vật tôn thờ ngàn năm. Đó là cây gì nhỉ? Các con hãy chú ý đến những từ ngữ miêu tả đặc điểm của cây nào. Lá biếc, thân mềm, giữa vùng cát khô. À, đó chính là cây thanh long đấy các con ạ. Chúng mình cùng đến với câu đố thứ ba. Cây gì dễ tít trên cao, đứng ở đầu làng tỏa bóng mát che? Cô tin rằng khi các con đọc xong câu đố này, các con sẽ tìm ra được đáp án ngay. Đó chính là cây đa. Bởi vì chắc chắn các con đã nhìn thấy hình ảnh dễ tít trên cao, đúng không nào? Qua trò chơi đố vui, cô tin rằng tất cả các con đều đã tìm ra được đáp án. Vì sao chúng mình lại tìm ra được đáp án nhanh như vậy? À, đó là bởi vì các con đã thấy trong câu đố của cô có những từ ngữ miêu tả đặc điểm riêng biệt của các loài cây đó, đúng không nào? Vậy các con hãy ghi lại những điểm đặc biệt khi miêu tả các bộ phận, gốc, thân, lá của cây trong đoạn văn của mình ở nội dung tiếp theo. Em tập làm nhà văn. Viết một đoạn văn tả lá, thân hay gốc của một cây mà em yêu thích. Nội dung bài yêu cầu chúng mình điều gì? Các con hãy gạch bút chì cho cô nào. Nội dung bài yêu cầu chúng mình viết một đoạn văn tả lá, thân hay gốc của cây. Cô tin rằng sau khi các con đọc nội dung bài, các con đã tìm ra được ngay cho mình ý tưởng, đúng không nào? Để giúp các con viết đoạn văn dễ dàng hơn, cô mời các con cùng quan sát một số hình ảnh của gốc, thân và lá cây nhé. Chúng mình cùng đến với hình ảnh của gốc cây nào. Đây là gốc cây đa. Gốc cây si. Gốc cây đào. Gốc cây mai. Cô trò mình cùng đến với những hình ảnh của thân cây nhé. Thân cây tre. Thân cây cau. Thân cây hoa hồng. Thân cây phượng. Hình ảnh lá cây chắc chắn sẽ rất quen thuộc với các con đúng không nào? Cô trò mình sẽ cùng đến với những hình ảnh về lá cây nhé. Lá cây sen, lá cây dương xỉ, lá cây chuối, lá cây me, lá cây cọ, lá cây lộc vừng. Các con thấy những hình ảnh vừa rồi thế nào? Cô tin rằng sau khi các con quan sát những hình ảnh đó, các con đã có ý tưởng để miêu tả cho mình một bộ phận của cây, đúng không nào? Tuy nhiên, ngoài việc quan sát tỉ mỉ, việc lựa chọn các từ ngữ cũng rất quan trọng đấy các con ạ. Đây là hình ảnh cây đa. Có những bạn sẽ rất ấn tượng với gốc và thân của cây đa. Vậy chúng mình có thể sử dụng từ ngữ nào để miêu tả? Cô gợi ý với các con. Với gốc cây, mình có thể lựa chọn từ su si. Với thân cây, các con có thể lựa chọn từ màu nâu nhạt, ôm không xuể. Chắc chắn cũng có bạn sẽ rất ấn tượng với cây chuối trong câu đố của cô đúng không nào? Vậy khi miêu tả thân và lá cây chuối, các con sẽ sử dụng những từ ngữ nào? Cô gợi ý với các con nhé. Khi miêu tả thân cây, các con có thể lựa chọn từ ngữ khô ráp, thẳng như cột nhà. Khi miêu tả lá chuối, các con có thể sử dụng các từ ngữ to, xanh nhạt, giống như cánh buồm.
Còn với cây hoa hồng, nếu như chúng mình ấn tượng với thân cây và lá cây, chúng mình sẽ miêu tả bằng những từ ngữ nào? Các con cùng nghe gợi ý của cô. Với thân cây, các con có thể lựa chọn từ ngữ có gai. Với lá cây, các con có thể lựa chọn các từ ngữ sau: hình trứng, có răng cưa. Ngoài những từ ngữ cô vừa gợi ý, bằng vốn hiểu biết của mình, các con hãy tìm thêm những từ ngữ gợi tả, gợi cảm để miêu tả các bộ phận, gốc, thân, lá của cây, rồi viết cho mình một đoạn văn phù hợp với nội dung của đề bài nhé. Để bài văn của chúng mình sinh động và hấp dẫn, cô lưu ý với các con, khi viết, các con hãy sử dụng thêm các từ láy, sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa. Các con ạ, với bài quan sát về cây hương thảo trong tiết học trước, bạn Kim Loan đã rất ấn tượng với bộ phận lá cây. Bạn đã miêu tả như sau. Lá cây hương thảo màu xanh sẫm, có mùi thơm dễ chịu. Lá có hình dáng hẹp, hình dài, có mép gập xuống. Mặt trên của lá rất nhẵn, trong khi mặt dưới lại phủ lớp lông tơ mỏng, lốm đốm chấm trắng. Các con có nhận xét gì về bài của bạn Kim Loan? Chúng mình thấy đấy, bài của bạn Kim Loan diễn đạt tốt. Bạn biết dùng những từ ngữ để miêu tả được đặc điểm nổi bật của lá cây như màu xanh sẫm, mùi thơm dễ chịu. Bạn còn biết sử dụng cả từ láy, lốm đốm để miêu tả mặt của lá đấy. Tuy nhiên các con ạ, trong đoạn văn của bạn, bạn lại bị lập từ hình trong cùng một câu văn. Vì thế, để bài của bạn hay hơn, cô sẽ sửa lại cho bạn như sau. Lá cây hương thảo màu xanh sẫm, có mùi thơm dễ chịu. Lá hẹp, hình dài, mép lá hơi gập xuống. Mặt trên của lá rất nhẵn, trong khi mặt dưới lại phủ lớp lông tơ mỏng, lốm đốm chấm trắng. Còn với bạn Vân Anh, bạn đã miêu tả thân cây đa như thế nào? Cô trò mình cùng đến với bài của bạn nhé. Cây đa sừng sững đứng đầu làng em. Thân cây rất to, một vòng tay em ôm không xuể. Cây cao, với những cành cây tỏa ra tứ phía, trông giống hệt như hàng chục cánh tay của những người khổng lồ. Các con có nhận xét gì về bài của bạn Vân Anh? Chúng mình thấy đấy, đoạn văn của bạn Vân Anh diễn đạt rất tốt. Bạn biết chọn những từ ngữ nêu được đặc điểm nổi bật của thân cây đa như sừng sững, một vòng tay ôm không xuể. Bạn còn biết sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, ví cành cây giống như những cánh tay của những người khổng lồ. Với những kiến thức các con đã học ngày hôm nay, cô chúc các con sẽ viết được những đoạn văn thật hay khi miêu tả gốc, thân và lá cây. Sau khi các con viết xong, các con hãy đọc cho những người thân trong gia đình của mình cùng nghe nhé. Cô tin rằng với những đoạn văn sinh động và hấp dẫn như vậy, các con sẽ khiến cho mọi người thêm yêu cây xanh, từ đó chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Về nhà, chúng mình hãy hoàn thành đoạn văn. Đọc thầm cho cô hai đoạn văn trong sách giáo khoa trang 41, 42. Đoạn văn Bàng thay lá của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đoạn văn Cây tre của nhà văn Bùi Ngọc Sơn. Để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, các con hãy quan sát một loài hoa hay một loại quả mà các con yêu thích nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.